Nếu trong chương 1 chúng ta đến với những câu chuyện ẩn khuất của bóng tối hậu trường, thì trong chương 2 chúng ta sẽ đến với những phút giây của ánh sáng, niềm vui với tên gọi Vui Đời Nghệ Sĩ. Và mở đầu cho tập đầu tiên của chương 2 với chủ đề Hạnh Ngộ. Ca sĩ Quang Minh, Hạnh Ngộ em gái ca sĩ Thu Phương. Ca sĩ Yến Xuân, Hạnh Ngộ em trai ca sĩ Hoàng Quân. Cha Đặng Văn Thúy hỗ trợ con gái ca sĩ Vi Thảo. Ca sĩ Đức Minh, Hạnh Ngộ cùng vợ chị Anh Thư. Nghệ sĩ Mạnh Thường, song ca cùng con trai Mạnh Nguyên. Ca sĩ Ngân Quỳnh, song ca cùng chồng, nghệ sĩ Nguyễn Trung. Lần đầu tiên trong một chương trình ca nhạc, cha sẽ cùng hát với con, vợ sẽ hát cùng chồng, anh trai sẽ hát cùng em gái, và bạn bè sẽ cùng cất cao lời ca lên thành tri kỷ. Tất cả cảm xúc sẽ được mang đến khán giả thật trọn vẹn với chủ đề Hạnh Ngộ. Chào mừng quý vị đã đến với Tình Bolero 2017. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, người ta cứ nói rằng là để làm nghệ sĩ thì phải có cái phần, cái số. Và tôi tin rằng là không chỉ phần số đâu, mà cuộc đời của mỗi nghệ sĩ lại còn có những vị vị thần phù hộ không ở đâu xa, đó chính là gia đình. Từ một người thân nào đó, từ một sự hỗ trợ thầm lặng phía sau lưng, hay từ những đồng nghiệp, bạn bè. Và đêm nay những câu chuyện và những vị thần hộ mệnh đó của các nghệ sĩ thí sinh trong Tình Bolero sẽ được kể trên sân khấu dưới một thể thức song ca, và họ sẽ xuất hiện cùng với vị thần hộ mệnh của mình. Ngày hôm nay, ba vị danh ca, đồng nghiệp tiền bối sẽ tham gia trong chương trình ở vị trí các thành viên của ban giám khảo. Xin được hân hạnh đón chào sự có mặt của nam danh ca Vũ Khanh. Nữ hoàng phòng trà Bích Loan. Nữ danh ca Ý Lan. Kính thưa quý vị, tôi đang ngồi bên cạnh một giọng hát nữ có lẽ không xa lạ với rất nhiều công chúng khán giả truyền hình. Và đó là một người thân của một nghệ sĩ thí sinh trong cuộc thi của chúng ta. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Thu Phương. Thu Phương xin được mến chào chị và cũng như khán thính giả đang xem truyền hình. Và ngày hôm nay khi mà Phương có cơ hội ngồi ở đây và có thể được cùng anh trai của mình sống trong một cái không gian âm nhạc nó rất nhiều kỷ niệm, thì có thể nói rằng đó là một cái niềm hạnh phúc với những người làm nghệ thuật. Anh ấy là một cái nét làm nên một cái bức tranh hoàn hảo của đời sống phòng trà. Nó phải hơi bất cần đời. Lâu lâu anh phá khuôn nhịp, anh syncopation, anh rất là ngẫu hứng. Cái hát cái kiểu mà kiểu rất là giang hồ bụi bụi như vậy. Thế rồi anh ấy biến mất. Thì lúc này gặp Phương đây thì Miêu mới nghĩ là tư cách là người thân chắc còn giận hơn nữa. Cái niềm thương nó nhiều quá. Bởi vì mình rất là thương. Bởi Phương là một người nhạc có và thể mình nói tiếc là... cái tài đấy nữa. Chính xác là như thế, mà có thể nói là Phương rất là thích giọng hát của anh trai mình. Ở đây là thích với góc độ một người nghệ sĩ, một người đồng nghiệp. Phương rất là yêu cái màu giọng hát tuyệt đẹp ấy. Anh không quá đầu tư cho bản thân mình và cho chú trọng đến giọng hát của mình, cho nên anh cứ để mọi thứ nó trôi qua rất là lãng phí. Và vì thế cho nên Phương tiếc, rồi Phương thương, và Phương thương chính cả cái thân phận của một giọng hát nhiều hơn là mình giận. Sau 4 tập đầu thì một nghệ sĩ sẽ dừng cuộc chơi. Dạ. Thì tôi còn nhớ cái cách thức dừng cuộc chơi lúc đó là chị Hà My là người đầu tiên dừng cuộc chơi. Thì lúc đó anh em nghệ sĩ mới ý thức rằng đây không phải là một gala âm nhạc, đây là một cuộc chiến. Thì lúc đó tôi đứng ngay cạnh anh Minh, thì anh Minh vẫn tay đút vào túi, mặt thì rất là phớt đời. Không vui rồi nha. Thấy không vui rồi nhá. Là anh để lộ cho tôi thấy rằng là cái
cái nỗi lo, cái sự căng thẳng của một cuộc chiến danh dự. Đây là cuộc chiến danh dự. Đúng là như vậy. Và vì thế cho nên là có thể nói là Phương vẫn luôn nói bản thân mình, nói với những người xung quanh mình, kể cả là học trò hay là kể cả là một người thân nhất trong gia đình, là anh trai của mình, là một nghệ sĩ, Phương cũng nói rằng cái trách nhiệm của bản thân mình khi đứng ở trên sân khấu, khi cất tiếng hát hay tham gia bất kỳ một sân chơi nào, thì đó không phải là chuyện đùa, không bao giờ là chuyện đùa. Và về thứ hạng, Phương vượt xa anh mình về sự thành công, về mức độ yêu mến của khán giả. Và Phương là con gái trong nhà, ảnh là ông anh. Phương có nghĩ là điều này nó có thể làm tổn thương tâm lý của anh Minh? Có một phần. Gia đình Phương thì bị một cái là có hai cô con gái, Phương và em gái của mình, tương đối mạnh mẽ và quyết đoán trong tất cả mọi việc. Nhưng mà anh trai của Phương thì anh Quang Minh ấy, thì anh để được một cái tình yêu vô cùng từ bố mẹ. Và mẹ nói rằng là, và Phương cũng xác định luôn, và em gái cũng xác định là sẽ thương anh mình. Bởi vì anh mình có thể sẽ là người chịu thiệt thòi. Đến giờ phút này Phương vẫn nghĩ rằng là thôi, Âu là mỗi người đều có một cái số. Nhưng mà ít nhất là đến khoảng thời gian này showbiz Việt đã thay đổi, có rất nhiều thứ thay đổi. Và bản thân những người nghệ sĩ tham gia trong chương trình lần này, Phương nghĩ rằng họ cũng đã sống lại một giai đoạn rất là đẹp của cái chặng đường mà hoạt động nghệ thuật của họ. Thưa quý vị, đây còn là một thách thức lớn cho nam ca sĩ Quang Minh, không phải là chỉ là cuộc thi với các đồng nghiệp của mình trước các thành viên ban giám khảo là các danh ca tiền bối của dòng tân nhạc, mà đây còn là một cuộc vượt cạn của cá nhân Quang Minh khi mà hai ánh hào quang khác biệt của hai anh em sẽ cùng lúc tỏa sáng trên sân khấu. Và đây là một thách thức rằng Quang Minh, ánh sáng của anh có đủ trội bật lấn át tiếng hát đã được yêu mến từ rất lâu của chính em gái mình hay không. Và đây cũng là dịp để Thu Phương mềm mại nép vào anh mình và tôn vinh một giọng ca có thể nói là làm cho chị rất hãnh diện, không chỉ bởi đó là người thân của mình. Trong liên khúc bài Tình ca cho em và Bản tình cuối, xin mời quý vị. Và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quên thuở nào. Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say, hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em, một lần nào đó ta vẫn chưa nói yêu người. Yêu anh, em yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tháng
dài. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Em chúc cho anh đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó nam ca sĩ Quang Minh và rất cảm ơn Thu Phương. Có lẽ là rất có giá trị cho cả hai con người này lúc này khi nói rằng em yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Cảm ơn Thu Phương. Một chương trình được mở đầu một bản nhạc thật là hoàn hảo. Sự trầm ấm, tiếng hát baritone này là những bước đường để cho Quang Minh còn tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Quang Minh. Nếu tôi đặt trên cương vị của ca sĩ Quang Minh, tôi không nhường Thu Phương. Bởi vì tiếng hát của Thu Phương đã là một tiếng hát của sự thành danh rồi. Tôi đứng về phía của ca sĩ Quang Minh. Chúng ta đang được xem một chương trình ca nhạc free. Trước tiên thì cho chị Y Lan khen là cái vẻ hình dáng bên ngoài trước, cái đã bước ra sân khấu là thấy cả một cái bộ tuxedo đứng bên cạnh với Thu Phương. Đây là tất cả những hình ảnh mà đẹp và trang trọng vô cùng. Sự chọn lựa trong hai bài hát kết hợp với nhau lại là một sự tuyệt hảo thứ hai mà Y Lan xin khen cho phần song ca này. Rồi đến phần technique về kỹ thuật thì anh Vũ Khanh nói có phần đúng. Tức nhưng mà em không nghĩ rằng là Quang Minh đã nhường cho Thu Phương. Em không nghĩ như vậy anh Khanh ạ. Mà em nghĩ rằng là với cái giọng baritone của Quang Minh lúc nào cũng trầm và dày để mà trở thành một cái bàn để cho nâng tiếng hát của Thu Phương ở một cái mức độ khác. Chỉ có một câu rất là ngắn mà Thu Phương hát một nửa bè, rồi nửa bè kia dành lại cho Quang Minh. Điều này không phải là dễ. Xin cảm ơn cho phần trình diễn vừa qua để lại cho Y Lan rất nhiều hình ảnh kỷ niệm đối với tình yêu thương của hai anh em đối với nhau. Rất là đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Y Lan. Cô Lan chúc mừng con là hội ngộ em gái của con tại trên cái sân khấu này. Một cái tiết mục rất là đáng ngưỡng mộ và khán giả không có dễ được thưởng thức một cái tiết mục hay như thế này đâu. Vâng, cảm ơn quý thành viên ban giám khảo. Cảm ơn và chúc mừng anh Minh. Thưa quý vị, trước khi mà giao lưu với lại người thân của thí sinh thì tôi gặp Yến Xuân ở trong phòng trang phục và lúc này thì cô còn rất là mệt. Hai chị em ngồi tâm sự nói chuyện với nhau thì tôi mới hỏi là bạn chọn hát song ca với ai trong tập này. Và Yến Xuân nói ta chọn đứa bạn đó là nam ca sĩ trẻ Hoàng Quân. Và Quân có biết rằng khi chị hỏi Xuân là vì sao lại mời em thì Xuân trả lời là tại người ta, mọi người đều có người thân trong gia đình. Còn Xuân thấy Xuân như là một đứa mồ côi vậy. Và Xuân tìm được cái sự an toàn và tin tưởng
gần như trong gia đình khi mà đứng hát với Quân. Em cũng hiểu cái cảm giác đó của chị Xuân khi mà tại vì hai chị em có khá là nhiều thời gian để mà đứng trên sân khấu chung với nhau. Chị Xuân là một người phụ nữ bên ngoài có vẻ là yếu đuối, nhưng bên trong là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Chị đang cho người ta thấy chị là một người mạnh mẽ, rất là dễ mít ướt, nói một chút xíu là sẽ khóc ngay. Và đặc biệt là những vấn đề liên quan tới gia đình. Và em nghĩ em là một người giỏi lắng nghe, cho nên em rất là dễ nghe chị Xuân chia sẻ. Và mình giữ trong lòng để mình chia sẻ với chị Xuân. Em chơi với Xuân bao nhiêu lâu rồi em? Nếu mà nói mà chơi rất là thân với chị Xuân thì chắc trong tầm đổ lại khoảng chừng 10 năm thôi. Khoảng chừng 10 năm thôi. Dạ. Yeah. Vậy thì chắc là Quân còn nhớ cái khoảng thời gian khủng hoảng nhất của Xuân là... Dạ, dạ khoảng chừng 2 năm gần đây. Biệt là khi Xuân mất mẹ. Dạ. Lúc đó em có ở bên cạnh Xuân không? Thực ra chị Xuân không có cái nhu cầu là phải ở bên cạnh ai quá sâu. Và khi mà chị có vấn đề chị sẽ tự tách chị ra. Chị để chị xử lý mọi thứ thì em tôn trọng cái quyết định đó. Và em nghĩ đôi khi thân thì nó cũng không cần thiết phải chia sẻ quá nhiều đâu. Mình chỉ cần nhìn vào mắt nhau và hiểu. Em có thể làm nhà chiến lược đứng sau lưng Yến Xuân nữa kìa. Chị yeah. Em đánh giá rằng là Yến Xuân của em sẽ đi bao xa trong cuộc chơi này? Theo em thấy thì chị Xuân trong cuộc thi này có rất là nhiều đối thủ nặng ký. Thứ nhất về mặt cá nhân của chị Xuân, chị sẽ không có đặt ra mục tiêu là tôi sẽ phải đi bao xa. Chị sẽ chơi hết mình trong mỗi vòng, coi như mỗi vòng đều là vòng cuối cùng. Nhưng mà em nghĩ chị Xuân sẽ đi khá vào khá là sâu đấy. Bởi vì chị là một người rất là thông minh, chị biết lựa chọn những cái bài hát nào mà phù hợp nhất với giọng hát của chị. Làm người trên sân khấu có được nhiều cái màu sắc âm nhạc khác nhau. Và đó, cái sự đa dạng phong phú đó sẽ là một cái màu sắc mà chương trình này rất cần. Ngoài ra thì Xuân là một người phụ nữ nhìn có vẻ mềm yếu nhưng mà thực ra rất là đàn ông. Và nhìn thì có vẻ đồng hồ cát nhưng mà rất giàu nam tính. Dạ, yeah, đúng, chính xác rồi. Và em sẽ ca cùng với Xuân bạn. Trong cái tập này thì em với chị Xuân sẽ hát với nhau bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, đó là Niềm Khúc Cuối. Và dù cho mưa, tôi tin rằng là họ, những người bạn đồng nghiệp sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Cảm ơn Quân. Cảm ơn chị. Tuyết buồn lầy, có lá buồn cây. Dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm mối cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết sâu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu. Xin cho tôi như cơn mùa
cho đêm mặn nồng yêu đương vỡ trường. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim ơi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu. Nhìn cái hình ảnh con ngồi đó rất là xúc động. Và bữa nay con ca rất là ngọt ngào, rất là duyên dáng. Cũng cảm ơn cái sự hiện diện của người bạn, đồng nghiệp của con đã giúp cho con hoàn thành tốt cái bài hát này. Cảm ơn con. Cảm ơn. Bạn này thật là nhiều cảm xúc, nhiều lắm. Cảm ơn hai tiếng hát Yến Xuân và Hoàng Quân. Lúc đầu thì tôi nói rằng là tiếng hát của Quang Minh không được nhường Thu Phương. Lần này nên nhường cho Yến Xuân là bởi vì nên xuống một nửa tông nữa thì sẽ ướt át hơn. Dạ, em xin cảm ơn giám khảo. Tại vì thật ra em hát cái tông này là bình thường thì nó rất là ổn. Nhưng mà vì mấy hôm nay em làm việc nhiều quá và em bị viêm phổi nặng. Khi hát lên cao thì nó rất là đau.
Trước tiên là nhìn thấy dáng vóc của Yến Xuân. Yến Xuân gầy đi rất là nhiều. Cái bài hát này là một bài hát rất là ấm áp, tình cảm, và nó yêu lắm. Mà với sự trình diễn của em, có thể là bởi vì em biết rằng là mình đang ốm đau, mình đang yếu sức, cho nên nó lại càng cho chị một cái cảm giác là em rất là nữ tính, mềm mại và tình tứ bên người mình yêu. Cho nên đó là một cái điều mà đã làm cho tất cả những kỹ thuật hát của em nó có bị ngăn chặn nhưng có thể bị quên đi, bởi vì tất cả những cái điểm đẹp trong bài hát mà em đã chạm đến được, đó là tình cảm của bài hát. Chị xin chúc mừng em cho bài hát vừa qua. Em xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, là trong cái tập song ca này, các nghệ sĩ thí sinh có người thì chọn anh em bạn bè đồng nghiệp, có người thì chọn bố mẹ, người trong gia đình, mà có một nghệ sĩ chọn cả hai được luôn. Đó là tôi đang nói đến chọn lựa của nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường, đó chính là giọng hát trẻ Mạnh Nguyên, vừa là đồng nghiệp, vừa là chiến hữu, và còn là con trai của nghệ sĩ Mạnh Thường. Chào em. Ba em được góp ý là ông hay nhìn xuống đất và không có dám nhìn vô mắt của khán giả. Cái chuyện này khi mà đi hát ở ngoài đường có không em? Chắc tại ba em chưa có quen về sân khấu lớn như vậy á. Ngoài đường thì ba em hát luôn luôn nào không nhìn khách rồi, nhìn khán giả hết á. Em nghĩ rằng là cái việc song ca đó, hai cái làn hơi và hai sở thích của hai thế hệ nó quá xa nhau như vậy á. Em cho rằng em song ca với ba mình có hợp không? Hai cha con hát thì cũng hợp nhau lắm. Em với ba em hát lâu lắm rồi, cho nên có gì không biết thì ba cứ nói thẳng luôn à. Hát có gì sai là ba nói luôn. Em có nghĩ rằng là sau cuộc thi này ba sẽ đi hát chuyên nghiệp hơn không? Em mong ba em đi hát những cái sân khấu mà ba em mơ ước, không còn đi hát đường phố nữa. Tại vì hồi đó giờ không ai chỉ dạy gì hết á, cho nên ba em thiếu nhiều về cái sân khấu lắm. Ba em chỉ có cái giọng hát thôi. Bây giờ chị bàn với em như vậy. Ở đây trên cái sân khấu lớn này thì bây giờ tất cả giám khảo đều nói là chú Thường vẫn còn hơi rung. Thì nhiệm vụ của em lúc này là làm lại cho ba cái điều mà hồi trước ba làm cho em. Đó là xuất hiện bên cạnh ba để ba bớt rung. Dạ. Mà tại sao hai cha con chọn bản này vậy? Dạ, bản này cũng có nhiều người hát rồi. Cái ba em thấy bài này cũng thích. Ba em cũng thích mà em cũng thích. Thôi hai cha con hát bài này. Rồi em có sợ rằng là nhiều người hát quá rồi thì mình sẽ khó để mà tạo ra một cái dấu ấn đặc biệt không? Em đã lên sân khấu rồi thì cái giọng của mình hát sao như thế nào thì mình cứ hát hết cái tấm lòng của mình ra thôi. Rõ ràng là ngày hôm nay giọng hát trẻ Mạnh Nguyên đang mang vào mình một cái áp lực nhân đôi, là ngoài việc phải thể hiện bản thân thật là tốt trong phần song ca, bạn sẽ phải làm lại được cho cha mình cái điều mà nghệ sĩ Mạnh Thường từng làm cho con trai mình. Có lẽ là những vòng thi trước, nghệ sĩ Mạnh Thường đã cô độc đứng trên sân khấu, nhưng tôi tin rằng sự xuất hiện của Mạnh Nguyên bên cạnh cha mình sẽ mang lại một cái sự tự tin mới, và chúng ta sẽ thấy một phần thể hiện thật là đặc sắc của hai cha con, hai tri kỷ, hai chiến hữu đồng nghiệp, và gần như là hai người bạn của nhau. Hôm nay đi đường nào ba? Nay đi đường nào? Đi đường nào hả? Đi đại đường này đi con ơi, mình có gặp Mai không? Đại người đi. Chú ơi, chú. Gì con? Con nhìn chú quen quen, hình như chú có thi cuộc thi gì mà hát bolero ở bên đài truyền hình Vĩnh Long phải không chú? Đúng rồi, cách mấy tháng trước chú có đi trong hát. Con nhớ chú rồi, chú là chú Mạnh Thường đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, con, nhà con hâm mộ chú lắm luôn á. Hôm nay chú đi với ai vậy? Này con trai chú. Con trai chú ạ? Chú thì hát hay là con biết rồi, không biết anh hát sao hả chú? Này nó là tên Mạnh Nguyên, nó con trai chú, nó hát cũng hầu như nó hát cũng cỡ chú á. Vậy hả? Con không tin đâu, giờ con nghe anh hát con mới tin. Mà chú không hát bài gì? Hát bài gì? Con với bạn con thì thích nghe bài Chỉ Có Bạn Bè Thôi, hay là chú với anh hát tặng con bài đó đi. Rồi ok, hát tặng cô luôn nha.
Bạn bè xa nhau chưa bao giờ gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời, thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình, ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn thương. Mưa sao tiếng hát câu hò, thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ, thương tiếc cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đi bán chứ, đi bán chứ, hát hoài sao tôi phải bán chứ. Ơi, cảm ơn cháu nha. Rồi, rồi cảm ơn. Đêm nay anh ngồi một mình, chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mưa sao tiếng hát câu hò, thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng khoan dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ, đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Sao hay không con? Cảm ơn con. Cảm ơn Mạnh Nguyên. Thưa quý thành viên ban giám khảo, cái tập trước thì như chị Tuyết Loan nhớ là chú Mạnh Thường không có chịu diễn xuất gì hết trơn hết trụi, mà riêng Thúy Miêu thấy là hôm nay diễn xuất một bầu trời, diễn xuất vỗ vai còn cái bốt muốn hối thiếu đều muốn hụt hơi luôn. Thì rõ ràng rằng là cái sự hỗ trợ của người thân chính là vị thần hộ mệnh trẻ tuổi trong cuộc đời của chú Mạnh Thường. Mạnh Thường hát rất là rõ chữ, nhả chữ ra chữ nào tròn chữ đó. Mà bữa nay thì đặc biệt là diễn xuất rất là xuất sắc luôn. Hai cha con hát rất là tuyệt vời. Cái đặc điểm của chương trình là chuyên môn tìm những cái mới và cái lạ nhất. Trong suốt cuộc đời của tôi đi hát, chưa thấy hai anh em hát, chưa thấy hai bố con hát. Mà đây là lần đầu tiên cả một cái món ăn văn nghệ tuyệt hảo. Cái sự phát âm của anh thật là rõ ràng. Tôi không biết là lồng ngực của anh và lồng ngực của tôi ai lớn hơn ai. Thế nhưng mà cái sự phát
cái phát những cái từ của những tiếng hát nó rõ nghe một một, người nghe rất là thích thú. Tôi rất là vui nghe cái tiếng hát, mặc dù tôi chưa được biết về anh, nhưng mà một tiếng hát đến với người nghe một cách thật là gần gũi và thật là bolero. Xin chúc mừng cả hai bố con. Tôi rất là quý tiếng hát của anh. Khi anh cất tiếng hát câu đầu tiên, thì khi mà anh hát lên cái câu đầu tiên là tôi nghe đúng đây là tiếng hát của dòng nhạc bolero. Anh hát rất hay, rất rõ tiếng và không phô một nốt nhạc nào cả. Y Lan nghĩ rằng là chắc anh là đã là một người chuyên nghiệp rồi, là bởi vì anh hàng ngày anh được hát còn nhiều hơn chính Y Lan được hát nữa. Thành thử ra đó là cái điều mà tập luyện cho anh phải có một cái cách hát như thế nào để bám chặt lấy trái tim của người nghe ngay. Cho nên tôi xin chia vui cùng với anh trong phần trình diễn vừa qua. Kính thưa quý vị, người ta cứ nói rằng là làm nghệ sĩ là phải có một cái phần số đặc biệt, không chỉ là tài hoa hay là sự trau luyện. Nhưng mà có nhiều người có tài hoa, có đam mê nhưng không có phần số, không có duyên với lại nghề, thì thường là cái ước mơ đó hay là cái gen nghệ thuật đó sẽ truyền lại cho cái người con của mình. Đây là một cái trường hợp mà tôi đang nói đến, đó là chú Đặng Văn Thúy, là ba của ca sĩ Vi Thảo, đang ngồi kế tôi lúc này đây. Thưa chú, cái này có phải là trường hợp của chú không? Tức là có khi cái từ thời mình còn nhỏ là cái mơ ước có, và kể cả những cái tố chất trong người của mình đã có rồi, nhưng mà vì cái môi trường, vì cái điều kiện đó, nó không cho phép là mình đi về con đường nghệ thuật. Vậy là lúc đó chú chọn theo nghề nào ạ? Nhiều nghề lắm, mà cái nghề đầu tiên là trong đời là nghề cơ khí, ngành là cơ khí. Coi như mình chọn cái ngành cơ khí đó là vì cái sự sinh tồn. Đúng rồi. Và mình chấp nhận mình hy sinh cái mình mơ ước muốn làm. Đúng rồi. Con đoán là hồi chú đi học là hot boy trong trường, và một cây văn nghệ phải không? Thời học trung học thì vẫn là của một cây văn nghệ của trường. Và sau này thì về, sau khi ra đời đi làm thì ở các công ty thì nói chung là cũng đóng góp phong trào rất là nhiều. Thì mình thích từ cái nhạc bolero, cái dòng bolero là từ nhỏ đến giờ. Vậy là coi như là bằng một cách vô tình hay là hữu ý, chú đã tìm nhiễm cái dòng nhạc này cho Vi Thảo. Nó nghe từ nhỏ. Và sau này nói chung là Thảo thì nó cái tố chất, cái năng khiếu từ nhỏ nó có. Vậy có thể nó nói biết là ba hát được, nó biết là ba hát. Nói một cách nào bolero đó là chú là người thầy đầu tiên của Thảo. Đúng không ạ? Cũng không dám gọi là như vậy, nhưng mà có lẽ là những cái gen di truyền trong trong cái hệ gia đình như thế nào đó. Chú nó có nói với con là con cũng đoán là chú mê cái dòng tiền chiến trữ tình. Và Thảo thì lại đi theo cái dòng bolero. Nhưng mà chú thích Thảo ca dòng nào hơn? Thì cái dòng nhạc quê hương, dòng nhạc bolero bây giờ. Nói chung là bây giờ Thảo nó chọn như vậy nó cũng đúng theo cái sở trường. Nói một cách khách quan, ở tư cách một khán giả của ca sĩ Vi Thảo, chú có yêu quý cái giọng hát đó hay không? Nói chung là nếu mà gọi một tính chất gọi là khách quan thì chú rất thích. Chú không bao giờ phê bình con gái hả? Cũng có chứ. Cái chất giọng á thì chú cũng rất là hài lòng. Nhưng mà có một cái điểm là về cái diễn xuất, cái diễn đạt á, thì con không nắm hết được cái nội dung bài hát á, con thể hiện cho nó đúng theo như cái tác giả người ta muốn truyền tải. Thường thì các bậc phụ huynh khi mà có con gái mà lại đẹp gái nữa rồi lại chọn đi theo nghệ thuật thì thường là bố mẹ rất là lo. Đúng rồi. Thì khi mà Thảo chọn con đường đó chú có lo không? Khi mà con nó đã có một cái ước nguyện và nó có một cái đam mê thì nói chung là mình cũng sẵn sàng ủng hộ. Tất cả các ngành nghề nó đều có cái giá trị riêng của nó. Nghĩa là chú nghĩ là một con người nó có một cái số phận riêng. Mỗi một người nó có một số phận đi, tức là không ai giống ai. Con cũng bất ngờ là Thảo mời chính ba của mình song ca mà lại là một người không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Thì chú cho con hỏi là cái bản phút cuối đó là mình hai cha con ca cái tông gì vậy chứ? Hình như là nó đô trưởng. Cái bản này thì nói chung là Thảo nói là về cái lời là ba lo ba ở nhà học ba, ở nhà cho ba thuộc cái lời trước. Rồi còn về cái vấn đề ví dụ nhạc bây giờ cái nhạc phối là nó không có theo như cái mình nghe, cho nên cũng có những cái khó mà thực sự bởi vì mình không có chuyên môn nữa, cho nên là chú chỉ cảm nhận và nói chung là cũng có tập mấy ngày nay.
công nhận là Thảo rất là gan đó chú. Tại vì con nhớ là con mỗi khi mà con phải tập bài với lại bạn diễn của mình á, là nhiều khi căng thẳng mà gây lộn nhau luôn á. Thì giữa hai cha con có căng thẳng không? Nói chung là căng thẳng thì không có. Nhưng mà chú nó thật sự ra là mình rất lo. Bởi vì mình lo là như thế nào? Ví dụ nếu mà bình thường hát thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà đứng trước ống kính nè, đứng trước những vị mà nói chung là đã là những là danh ca, cho nên là chú nghĩ nó cũng sẽ có một áp lực. Nhưng mà chú phải nghĩ là chú đang làm điều này vì cái cô con gái nhỏ của mình lấy điểm. Có nghĩa là đó là một cái động lực lớn nhất. Con thì con chưa có tâm sự, con hỏi Vi Thảo là vì sao mà mời ba hát cùng. Nhưng con nghĩ bằng một cái cách nào đó Vi Thảo đang cố tặng cho chú một món quà cho cái ước mơ đã không thực hiện được. Vâng, cảm ơn Thiên Miêu đã cảm nhận được nhiều. Con cảm ơn chú. Biết anh sẽ buồn vì thuyền em sẽ rơi bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Đôi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sau đây. Để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ, anh ơi bao giờ mới được gần nhau. Một đêm tha thiết chỉ một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước không ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh, khi mộng ước
không thay. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Tiếng em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bến, biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Xin cảm ơn sự góp mặt của chú Đặng Văn Thúy. Thật sự là cô Loan rất là ngưỡng mộ ba con. Ba con không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Trước khi lên sân khấu có thấy ba con đi tới đi lui căng thẳng lắm. Con là một đứa con hiếu thảo. Con biết được cái tâm tư nguyện vọng của ba con. Và bữa nay con làm cho ba con được vui, một cái niềm vui tinh thần mà cái ước mơ của ba con ngày xưa chưa có thể hiện được. Cô thấy con rất là hạnh phúc có được một cái người cha mà ủng hộ nghề nghiệp của mình. Cô không có nói hay hay là dở, nhưng mà nhìn hình ảnh hai cha con của con rất là dễ thương. Và cái điều đó cô nghĩ là cũng đi sâu vào lòng khán giả đó. Thì đó cũng là một sự thành công dành cho con và ba của con. Cô Loan chúc mừng. Dạ, cảm ơn cô. Vâng, xin mời chị Lan. Em cũng có cái cảm nhận như vậy. Tức là cái dây cảm xúc của em nó lại lên tột độ khi mà trông thấy hai bố con đứng hát với nhau. Bố hát làm cho em phải lo lắng, chị nhìn thấy cái điều đó. Nhưng thật sự ra, như là chị Loan có nói, bố đến để ủng hộ cho con gái mình. Có một kỷ niệm bố và con để lại trong nhau tất cả những cái tình cảm đặc biệt này. Mỗi một câu hát của em hát ra nó cảm động vô cùng. Em quá giỏi, em quá hay. Mà bên cạnh đó em không đánh mất tình cảm của mình. Hát với một tiếng hát không chuyên nghiệp mà em vẫn giữ vững đường đi của em thẳng tắc. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Tiếng hát của Vi Thảo, nếu tôi không muốn nói là một sự chuyên nghiệp mà hoàn hảo. Tiếng hát rất là ngọt ngào, thật là hiếm đó nhé. Tôi tôn trọng và rất là ngưỡng mộ với tình cảm hai bố con đi hát như thế này. Cảm ơn quý giám khảo. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đức Minh đã chọn thể hiện trong đêm song ca này bản Phượng Buồn, một bản mà cá nhân tôi cũng rất là thích. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái người mà ca sĩ Đức Minh chọn để song ca thì đúng ra là anh nên chọn bản Triệu Đoá Hoa Hồng. Vì tôi đang ngồi bên cạnh chị Anh Thư là phu nhân của nam ca sĩ Đức Minh, và cũng là từng làm cô gái hằng đêm mỗi đêm mang bó bông đến tặng cho nam ca sĩ mình yêu thích cái song thành vợ người ta luôn. Anh Thư không có chiêu gì đâu. Hồi đó thì mê nhạc lắm. Thì hôm đó thì đi với mẹ thôi. Mẹ lại biết anh Minh rồi thì mẹ mới nói là trong phòng trà có anh chàng này chơi piano và hát rất hay. Thì anh Thư không có mấy ấn tượng đâu. Điều đầu tiên mà anh Thư ấn tượng là khi anh Minh bước lên sân khấu của 2B. Thì lúc đó thì anh Thư mới nhìn thấy anh Minh bước lên trên đôi chân của anh. Cái giây phút đó sau mà mọi thứ nó giống như là ngưng động lại, mình đứng hình luôn á. Mà tại vì gia đình của mình rất là khó, gia đình mình là gia đình giáo viên, cho nên là mình chỉ yêu thầm thôi. Rồi đến một ngày cái anh hát một cái bài mà mẹ rất là thích, thế là anh Thư mới nói con tặng hoa nha má. Thì mẹ mới nói ừ,
con tặng đi. Và thế là cứ bắt đầu kể từ đó, mỗi đêm mình lên tặng. Nói thẳng là cũng gần 6 tháng, gần 1 năm luôn á. Mình nghĩ là khi mà mình yêu một người thì mình nên cho họ biết. Mà đêm nào cũng hoa hồng hết hả? Đêm nào cũng hoa hồng hết. Hay da, rồi xong, khoan, đến cái đoạn quyết định nói thiệt chứ người ta. Mình viết lên một mảnh giấy. Cái nội dung của anh Thư viết là như vậy: em rất thích giọng hát của anh và những bài anh hát buồn như cuộc đời em vậy, nên em có một số bài hát em muốn yêu cầu anh có thể hát tặng cho em được không. Xong anh Thư mới ghi cái số điện thoại của mình lên đó, thì mới nhét vô cái bó hoa ngày hôm đó lên tặng. Thì tặng mà sợ lắm, không có dám để cái tờ giấy lên trên, lỡ anh bóc ra anh đọc lên cái là mình quê chết. Nhưng rất là may là ngày hôm đó anh Minh đi hát về, thì khuya rồi, anh Minh về là chắc cũng phải 1 giờ khuya. Thì anh nhìn thấy tờ giấy, anh rút ra, anh đọc. Khoảng 10 giờ sáng mai mình vừa nghe điện thoại rang là mình biết ngay. Và Thúy Miêu có biết không, bắt đầu kể từ cái ngày hôm đó là mình với anh Minh dính nhau luôn đến giờ. Mà có bao giờ Thư nghĩ là thiệt thòi cho Thư không? Thư không nghĩ là thiệt thòi đâu Thúy Miêu. Tại vì lần đầu tiên khi mà Thư quen với anh Minh á, thì mẹ mới nói rồi nè: con có quyết định kỹ chưa? Bởi vì buổi tối ánh hào quang lên là một chuyện, nhưng con có suy nghĩ rằng một ngày nào đó vào ban ngày và con sánh vai với người này đi trên phố, thì con có suy nghĩ kỹ chưa? Thì anh Thư trả lời ngay lập tức: con cảm thấy rằng con thích làm những cái gì mà người khác không có làm. Đó là cách mà mỗi cô gái phải hy sinh những cái nhỏ nhỏ để yêu và để gắn bó. Đó là con đường trải thảm đỏ của một người đẹp để bước lên bục trở thành nữ hoàng cuộc đời của một giọng ca trữ tình, dễ làm người khác tan chảy như giọng hát của Đức Minh. Và mời quý vị đến với nhạc phẩm Phượng Buồn, một bản song ca của cặp Uyên Ương Đức Minh và Anh Thư. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Thường hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới anh nhớ em luôn thương. Ơi lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là đêm vui chẳng những người nhiều tình yêu càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đỏ, phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới anh nhớ em luôn phượng ơi. Có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới anh nhớ em luôn thương ơi.
trắng người dối gian. Dẫu là đêm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát về Phượng Hồng là hoàng hậu đỏ, Phượng buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới, anh nhớ em luôn Phượng ơi. Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới, ta nhớ nhau luôn Phượng ơi. Thưa quý ban giám khảo, số là anh Thư là người đẹp trong cuộc đời của anh Minh, nhưng mà chắc là tại là đứng trước quý ban giám khảo cho nên hai vợ chồng nhà người ta cả thẹn. Cô ấy cứ đứng đây cổ ca hoài, tôi ngồi dưới tôi coi tôi ngứa mắt đây tôi mình luôn. Cái này là em hỏi thiệt anh, sở trường của anh tiền chiến trữ tình, tình ca nhạc ngoại quốc, mà tại sao tự dưng bữa nay hát với bà xã thì lại chọn cái bản này? Anh thú thiệt, có phải là anh chiều người đẹp không? Đúng rồi, thì tất nhiên là cái chuyện chiều người đẹp thì là chiều rồi. Bà xã hợp với những cái thể loại nhẹ như vậy thì Đức Minh sẽ xử lý theo cái kiểu xử lý của mình. Giống như ngày xưa ông sếp của mình có bảo với Đức Minh là hát một bài của anh Vũ Khanh, đó là bài Tiễn Đưa. Thì lúc đầu anh đưa băng cho mình nghe thì mình nói làm sao mà hát đây. Thì sau khi mình nghe anh Vũ Khanh hát xong bài này thì mình nhiễm ngay, nhiễm về cái lời trước. Thì lúc đó mình sẽ tìm ra một cái con đường mà mình xử lý cái bài hát theo cái cách của Đức Minh. Giờ cho một câu điển hình, anh Khanh càng câu cái anh Minh càng câu, coi khác nhau như thế nào. Khi em về chừng như sang đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh. Khi em về ngồi nghe biển hát, chiều quá nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau lời cảm ơn, giữ lại cho người một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau. Anh phát âm rất là chuẩn, mà cái dòng bass của anh tôi cũng rất là yêu. Hai vợ chồng đứng hát với nhau, một hình ảnh đẹp và cảm động nhất. Tôi chỉ tức có một điều rằng sao không ôm vợ hôn một cái. Vâng, em xin mời ý kiến chị Lan ạ. Một tình yêu vợ chồng mà cùng đứng trên một sân khấu để cùng dựa vai nhau, để làm thăng hoa những giây phút hạnh phúc cho chính riêng mình. Cho nên chị chúc mừng em và anh Thư có một kỷ niệm rất đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn. Đức Minh có cái lợi thế là em phối nhạc được, em hiểu được cái giọng ca của vợ em tới đâu. Rồi nhìn hai vợ chồng em ca thì thấy cái nét mặt của em lo lắng, chị thấy rõ ràng em lo lắng cho vợ em. Nhưng mà chị nghĩ rằng không cần phải lo lắng, bởi vì anh Thư cũng đã có vài lần đứng trên sân khấu rồi. Vì em căng thẳng quá thành ra chị thấy em hơi bị bối rối trong những cái câu ca của em một chút xíu. Cuối cùng thì cái bài hát này em phối rất hay. Chị chúc mừng hai vợ chồng em. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, đúng là người ta nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chưa bao giờ anh Đức Minh run sợ trước bất kỳ ca khúc nào, nhưng mà lại đã rất là căng thẳng khi mà chia sẻ sân khấu cùng với vợ. Và đó là cái đẹp mà em vừa nhìn thấy trong tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh Minh, cảm ơn quý vị.
Như câu chuyện chúng tôi đã chia sẻ với quý vị, có những người thân trong gia đình số mệnh không cho làm nghệ sĩ. Người ta có phần số và cả tài hoa để làm nghệ sĩ, nhưng lại chọn bước ra khỏi phần số đó vì người thân của mình. Và tôi đang hân hạnh ngồi kế bên Đức Phu Quân của nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Chào Will. Ban đầu là em nghe chị Quỳnh kể là anh đi theo nghệ thuật. Đúng rồi, 17, 18 tuổi thì anh có đi theo nghệ thuật. Đi cũng hai mươi mấy năm đó. Anh làm bên ngành cải lương. Là lúc xưa mới cái tuổi trẻ mà. Là anh 26 tuổi, Quỳnh 21 tuổi. Cái ngoài trung có một cái đoàn cải lương thì mới mời diễn viên của thành phố ra. Tự nhiên gặp nhau cái để ý. Ai để ý ai trước? Nó cười lắm, tự nhiên hai mắt bốn hai bên cái chớp cái nhìn nhau cái để ý. Mẹ không cho. Mà mẹ là muốn Quỳnh là phải tương lai sáng lạng. Cái không nói gì hết. Một đêm nọ bỏ đoàn đi luôn. Mất tiêu là không có miếng giấy, không có một cái lời nói gì nhắn lại hết luôn. Một hôm nọ tự nhiên có một người bạn ở trong cái đoàn trong Quảng Ngãi, họ gửi một cái thư ra với một người đoàn bên này. Họ mới nói chuyện tâm sự xong nói có Ngân Quỳnh đi đây. Cái nghe cái gì bắt đầu là xin đoàn cho em đi vô Quảng Ngãi. Đi vô hên, mẹ vừa về Sài Gòn, hai đứa gặp nhau tự do rồi. Trời ơi, ôm nhau khóc quá trời. Cái quyết định em ơi, trốn đi. Trốn bây giờ gia đình không ông chịu. Làm như cine vậy á. Trốn liền. Mấy tháng sau, một tháng sau mẹ ra mẹ tìm, đem đi gửi qua người nhà bà con, mất tích luôn. Thôi giờ mẹ về Sài Gòn mẹ buồn quá, con cố gắng dẫn con gái mẹ về. Và hứa. Cũng chưa sống với nhau, có nghĩa là đang yêu nhau thôi, ở trong đoàn tập thể vẫn còn ở riêng. Hai đứa mới quyết định là thôi bây giờ mình đàng hoàng mình ra mắt đi. Mình tổ chức cái gì, mời những người thân ở xóm giềng, vậy là một số anh em đoàn tổ chức ra, không có người lớn. Tại vì anh là không có ba mẹ. Lúc đó trong đoàn tập thể đó, thường thường là hai vợ chồng là ăn một dĩa cơm, xài chung một cái khăn. Từ đó luôn đến khi năm 93 có cháu rồi bắt đầu mới về trình diễn. Trời đất ơi, vậy là cái câu chuyện nó cũng có quá là giang hồ trắc trở. Tại sao anh lại chọn học may? Tại vì anh nghe cái thời đó cái nghề may nó thịnh lắm. Và mình cũng dự tính mở một cái tiệm. Mở một cái tiệm để mà sau lưng hậu thuẫn cho vợ mình làm nghệ thuật. Mà em nghe nói là anh may đồ diễn cho chị hả? Thực tế là bây giờ là hai vợ chồng mỗi lần mà có những cái đồ gì mà ấy thì cũng ra cộng tác với nhau. Nhưng mà anh cũng lục nghề rồi. Bỏ luôn. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, biết sau này có con á, cái anh quyết định rằng bây giờ để cho vợ tập trung đó, lo hết trong nhà, thôi kệ đứng sau lưng đi. Về Sài Gòn em đi hát, em phải ngủ đến trưa để có sức tối đi hát. Còn con thì ai đưa hết đi học, rồi đi học thêm rồi này nọ. Thôi bây giờ bỏ qua bên, thôi kệ đứng sau lưng đi. Mặc dù có một số người họ vẫn không hài lòng cái điều đó, rồi nói ủa sao đàn ông sao kỳ vậy. Nhưng mà khi mình có con rồi, hoặc là mình có một người vợ mà làm nghệ thuật rồi, thì họ sẽ hiểu. Có hai tư thế mà người đàn ông có thể có đối với người đàn bà của cuộc đời mình. Một là ngang nhiên đi phía trước nàng để càn quét đường đời, để cho đường đời nàng đi được êm. Tư thế thứ hai đó là ẵm nàng trên tay. Và cái tư thế ẵm thì thường đàn ông không chọn, thích đi nghênh ngang phía trước đó, đúng rồi. Cho nó oai. Nhưng mà một khi mà đã yêu rồi ấy, người ta có thể vượt qua một số nguyên tắc nhất định để có thể bỏ trốn cùng với nhau. Và đây là một điều giải thích cho em biết là vì sao mà chị Quỳnh chị vẫn trẻ, chị vẫn có thể hát. Đó chính là cuộc đời của Quỳnh. Và đêm hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến là người đàn ông đằng sau hậu đài, tư thế và ánh sáng của anh ấy khi bước ra chính diện sân khấu bên cạnh người đàn bà của mình là như thế nào. Xin mời quý vị. Trong hôn mê bồn tanh
lệ mãi nhưng bớt ê chề. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng. Còn có khi lòng thôi giá vàng, cho em mỗi hôn vội vàng, cho em quen ân tình sâu. Em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em nồng nàn. Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng, vì đau mê xây phồn hoa như áo gấm san long lanh. Ôm rách nát trong tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Còn yêu chi hoang ngày xanh, héo hon vì mong manh. Bỏ quên lại người sâu ngỡ ngàng. Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sâu. Dù gương xưa không được lâu, soi lấy bóng môi duyên sâu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn. Dù biết yêu tình yêu muôn hoa. Xuân. Còn trong hôn mê bồn tênh, lê mãi những bước ê chề. Xin cho thương em thật lòng, xin cho thương em thật lòng. Còn có khi lòng thôi giá băng, cho em môi hôn vội vàng, cho em ân tình sâu. Dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đầu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn. Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng, vì đâu mê say phồn hoa như áo gấm san long lanh. Ôm rách nát trong tâm linh, ôm tiếng hát không hơi dương nghèo nàn. Còn yêu chi hoang ngày xanh, héo hon vì mong manh. Bỏ quên lại người sâu ngỡ ngàng. Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sâu. Dù gương xưa không được lâu, soi lấy bóng môi duyên sâu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn. Dù biết yêu tình yêu vị. Hơn 20 năm với sự nghiệp sân khấu nghệ thuật, và anh đã chọn bước vào hậu đài, và đã có những lúc bước vào hậu đài để may áo diễn cho vợ. Và lúc nào là chúng tôi cũng đồn nhau là chị Ngân Quỳnh đi đâu thì cũng có một ông vệ sĩ trông rất là bậm trợn, tại vì vốn anh là anh vừa là kép hài vừa là kép độc của một đoàn cải lương ở miền Trung. Và đó là câu chuyện của đôi vợ chồng hạnh phúc
của nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Và sau đây xin mời lời nhận xét của chị Tuyết Loan. Chị thì biết Quỳnh với Trung lâu lắm rồi. Dạ. Mà mỗi lần gặp em thì gặp ông xã em kế bên, không bao giờ là gặp riêng em hết á. Em rất là may mắn, chồng em lúc nào cũng ủng hộ em, cũng sát cánh với em hết. Nãy ông xã em ca chinh chinh phô phô chút, nhưng mà chị nghĩ là khán giả người ta không quan tâm tới cái chuyện đó. Trong nghệ thuật nó có cái tình gia đình ở trong đó nữa. Đến cuối chương trình thì mọi người thân đứng trên sân khấu đều là những người rất là tuyệt vời, ngưỡng mộ và chúc mừng cho những người thân đã leo lên sân khấu chịu trận với tụi em đêm nay. Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Em thưa với anh Vũ Khanh, tại vì anh đàn ông thì anh hiểu ấy, trước khi lên sân khấu là ông ấy đứng ở ngoài, ông ấy hút thuốc mà coi như là tay lạnh toát mồ hôi. Cái đó anh lo không phải là anh lo mất mặt hay ca dở, mà anh lo sợ làm hỏng việc của vợ. Vâng, xin mời ý kiến của Nam giám khảo Vũ Khanh. Nếu tôi có một người vợ như là Ngân Quỳnh mà hát ở nhà cho tôi nghe, chắc tôi rửa bát từ đầu giờ cho đến cuối giờ không hối tiếc. Và cộng luôn cả đi đổ rác nữa. Anh Nguyễn Trung là một người đàn ông và là một người chồng may mắn nhất. Một cái tình cảm sâu đậm của tình vợ chồng đứng với nhau, ông này ôm bà này, thật là tha thiết, thật là nồng nàn đối với tôi. Đó là tuyệt vời nhất rồi. Xin chúc mừng Ngân Quỳnh. Em cảm ơn anh. Chị Y Lan chúc mừng Ngân Quỳnh cho phần trình diễn của em rất là hay. Riêng chị thì chị có một người chồng cũng luôn luôn đứng sau lưng chị để hỗ trợ cho chị mỗi khi chị trình diễn, nếu anh có thể có mặt được. Riêng tiếng hát của em, chị nghe đâu đó có một cái âm hưởng gì đó của chị Tuyết Loan. Thật sự nó có một cái giọng dày và rất là đẹp, tình cảm vô cùng. Điều đặc biệt hơn hết là khi mình hát xong ca với cái người partner của mình, người đối diện của mình đó, thì cũng không phải dễ để mà diễn đạt những gì mà đôi vợ chồng em đã thực hiện được trong bài hát vừa qua. Cho nên điều này làm cho chị cảm thấy hạnh phúc, lây với hạnh phúc của em. Em cảm ơn chị. Cảm ơn các bạn giám khảo. Cảm ơn. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang tổ chức thực hiện. Trong tập sau, chúng ta cùng sửa soạn hành trang Bác Hồ và cùng chúng tôi lắng nghe tận hưởng niềm vui đời nghệ sĩ qua chương 2 với chủ đề Lang thang ngoài phố, được phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.